Hai cả nhà, hôm nay không có bài tập buổi tối nên thành ra là rảnh mình làm bánh bông lan chấm muối. Thật ra là không phải mình làm mà là mình chỉ thiết kế nó lại thôi. Em mình mua cái loại bánh bánh mì ngọt á, bánh mì ngọt mà cái loại nhỏ. Đây là tham khảo. Cái loại kim kim Hawaiian. Thì mình mua cái loại này về, xong rồi mình sẽ bỏ mayonnaise lên cái mặt bánh. Rồi sau khi bỏ mayonnaise lên cái mặt bánh vừa đủ cho mỗi cái thì mình sẽ bỏ chà bông. Mình sẽ bỏ chà bông lên. Mình sẽ bỏ chà bông lên bánh thôi. Đây là chà bông mà mình mua ở chợ Việt Nam. Mình sẽ bỏ chà bông lên cái mặt của bánh. Sẽ thêm một muỗng chà bông. Bánh này dễ ăn lắm các bạn. Mà bánh này nó cũng giống cái bánh mà mình hồi nhỏ mình hay ăn ở Việt Nam á. Ra mấy cái tiệm bakery họ có bán. Nó rất là dễ làm, dễ chế biến. Mà con nít nó cũng thích ăn nữa. Nên là mình hay làm bánh này cho cô tiên nhà mình ăn. Thật ra thì mình đến Mỹ thì mình mới học cái bánh này từ một cái cô bạn. Cô bạn này rất là ít nấu ăn, nhưng mà biết chế biến mỗi cái bánh này thôi. Và mình thấy nó cũng hay hay nên mình làm theo. Rồi bây giờ là công đoạn cuối cùng ha. Công đoạn cuối cùng là mình sẽ quả chuối muối. Mình sẽ cắt chuối từ Trung Quốc hay là từ gì mà nó đề, và nói chung là công ty của ở Cali, sản phẩm của Taiwan. Nó thật sự rất là ngon. Cái trứng muối thì nó béo lắm các bạn. Mình ăn cháo cũng ngon nữa và mình làm bánh cũng ngon nữa, nên thành ra là mình chọn cái loại trứng muối này. Mình hay mua nó ở chợ Việt Nam. Sau khi cắt quả trứng muối ra thì mình chỉ lấy mỗi phần nhỏ thôi. Trứng muối nó làm cho cái bánh có vị mặn mặn và béo, do đó là khá là ngon ha. Cái bánh này mình cũng hay bỏ bơ, nửa muỗng bơ và nửa nửa muỗng bơ đậu phộng đó, mình cũng hay ăn cái kiểu như vậy. Nói chung cuộc sống ở bên Mỹ này á thì không có thiếu cái gì hết, mà chỉ có người Việt mình ở bên này á, nhiều người không có, thật ra thì ngôn ngữ cũng hạn chế, nên là ít
ít giao tiếp với bên ngoài, nên là mình cảm thấy là cái sự giao tiếp người với người nó không có nhiều, nên là cái thời gian mình chăm sóc gia đình cũng nhiều hơn. Được cái này thì mất cái khác, đó là cuộc sống mà. Hôm nay thật ra mình đi dạy học một nửa buổi, mình có hẹn làm ILAS buổi sáng, nên thành ra là mình đi dạy vào buổi chiều. Thì hôm nay mình chứng kiến một bé 6 tuổi, bé bị gọi là bị đẻ thiếu tháng đó, có 25 tuần tuổi thôi là sinh ra rồi. Do đó là thì cái bộ não cũng không phát triển, thường bị chảy máu não và cái phổi cũng không có mạnh như người ta, nên là khi mà bé khóc hay là gì thì bé rất là khó thở. Và chính vì vậy mà người ta có một cái ống đó, thông cái phổi để mà hút những cái chất nhầy ra từ mũi, từ các thanh quản này nọ. Và mỗi lần như vậy nhìn em rất là tội, và thật ra mình mỗi em bé vậy thì đều có một người một, tức là một người nursing đi theo chăm. Bé cũng đi chụp chẩn được, nhưng mà đa số là bé nằm ngồi trên một cái xe, thì cái xe đó là của nhà trường cung cấp ha. Ở đây con nít đi học mà nếu bị khuyết tật hay cái gì đó thì nhà trường sẽ cung cấp. Có một cái người nurse sẽ đi theo để chăm sóc em bé. Cái cảnh đó mình nhìn mình rất là tội, nhưng mà mình nghĩ đến những em bé Việt Nam mình á, vậy mình có bị bệnh vậy cũng không có được sự chăm sóc thì mình càng thấy xót xa hơn nữa. Thật ra nước Mỹ là nơi mà tất cả các người dân trên khắp thế giới đều có thể đến để mà tạo dựng một cuộc sống mới. Đó chính là lý do mà Mỹ rộng lớn và 52 quốc gia, 52 lá cờ, thật ra nó tượng trưng cho đa sắc tộc. Đến đây người nào mà thích cái sự tự do hơn trong cuộc sống thì đến đây để mà lập nghiệp đó. Nên là nước Mỹ phải thật có những cái hay của nước Mỹ như thế, và làm cho mình cảm thấy rất là may mắn vì mình được ở đây, và mình cũng được tạo dựng cơ hội cho con cái mình có một cái cuộc sống tươi đẹp hơn. Tuy nhiên thì cái hạnh phúc nào nó cũng bắt nguồn từ chính bản thân mình. Nếu mà mình không có điều kiện để mà có một cuộc sống tốt hơn thì mình hãy tập trung với cuộc sống hiện tại ở cái nơi mà mình đang ở, thì mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Ở đâu thì mình cũng sẽ cống hiến được những cái điều tốt đẹp nhất. Chia sẻ với mọi người một chút xíu về cuộc sống để cho mọi người thấy được những cái khác biệt chút xíu ở Mỹ. Rồi, chào mọi người, gặp nhau trong một clip khác nha. Bye bye.